vị và các bạn, theo dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, thời giờ làm việc bình thường, tức là thời giờ làm việc tiêu chuẩn của người lao động trong các doanh nghiệp, không quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Góp ý vào dự thảo này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng đây là thời điểm phù hợp để luật hóa giảm giờ làm việc bình thường của người lao động từ 48 giờ trong một tuần xuống còn 44 giờ. Cơ sở đưa ra đề xuất này là theo xu thế tiến bộ trên thế giới, tăng thời gian hưởng thụ để người lao động có thời gian tái tạo sức lao động, vừa góp phần nâng cao năng suất làm việc, vừa tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Mỗi tuần, người lao động này làm việc 48 giờ, chưa kể thời gian làm thêm giờ theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chồng chị là lái xe nên phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Với guồng quay công việc, chị không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Với cái thời gian làm việc của công nhân ngành may là 48 giờ trong một tuần ấy, thì nói chung là cũng có một chút ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Thì kiểu là toàn là dân lao động mà, thì là muốn giảm thêm giờ để có thời gian là chăm sóc cho gia đình. Khảo sát về đời sống công nhân lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, thời giờ làm việc kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động, tác động đặc biệt lớn đến nhóm lao động có con nhỏ. Ngoài ra còn ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trạng, sức khỏe, hiệu suất trong công việc của người lao động. Về cái thời gian đưa đón con thì vẫn phải phụ thuộc vào ông bà, chứ không phải là bố mẹ mà đôi khi là phải làm, có khi là cũng tăng ca nữa thì đưa đón con nó cũng làm cái hạn chế, gặp phải khó khăn. Là cuối tuần thì thời gian đưa cả nhà đi chơi như nào đó thì nó cũng không được sum vầy cho lắm. Cán bộ công chức viên chức thì làm việc 40 giờ, còn người lao động ở khu vực doanh nghiệp thì làm việc 48, tạo ra một cái sự nó không bình đẳng giữa giai cấp công nhân. Chúng tôi là tổ chức đại diện cho người lao động, rất là khó ăn, khó nói với người lao động về cái vấn đề mà chưa được cái bình đẳng này như vậy. Vì vậy là chúng tôi xuất phát từ đó thì chúng tôi thấy rằng trong cái lần sửa đổi cái bộ luật lao động lần này thì đủ các cái yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội và các cái vấn đề khác để Quốc hội xem xét để giảm giờ làm từ 48 giờ xuống 44 giờ. Theo đánh giá của Tổ chức Lao động Quốc tế, Việt Nam đang nằm trong nhóm nước có thời gian làm việc bình thường theo tuần cao nhất trên thế giới, cùng với khoảng 40 nước khác, chỉ hơn 2 nước là Kenya và Seychelles. Căn cứ vào cái xu hướng chung của thế giới đó là giảm giờ làm và tăng lương. Cùng với đó, chúng ta cũng cần phải sự chia sẻ giữa giới sử dụng lao động và người lao động. Không nên đặt ra vấn đề năng suất và lợi nhuận chỉ lên vai người lao động, mà chính chủ sử dụng lao động cũng cần phải nâng cao cái năng lực quản trị cũng như đổi mới công nghệ, và chỉ bằng những cái giải pháp như vậy tạo cơ hội cho người lao động được nghỉ ngơi để họ đến với lại công xưởng bằng một cái tinh thần động lực và sức khỏe tốt, thì như vậy đấy mới là cách để tạo năng suất lao động. Tối ngày với công việc và tăng ca, chủ nhật là ngày nghỉ quý giá đối với những công nhân này, thế nhưng cuộc sống vẫn nghèo nàn về vật chất và tinh thần. Người lao động chỉ mong có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và có nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình. Trong khi Liên đoàn Lao động cho rằng việc giảm giờ làm cho người lao động từ 48 tiếng xuống còn 44 tiếng một tuần là phù hợp, thì nhiều doanh nghiệp vẫn băn khoăn về thời gian bắt đầu thực hiện đề xuất này. Theo nhiều doanh nghiệp, việc giảm giờ làm sẽ khiến chi phí tiền lương, tiền công lao động, khiến doanh nghiệp tăng áp lực, tăng gánh nặng trong bối cảnh năng suất lao động còn thấp, trong khi áp lực cạnh tranh thì ngày một tăng. Từ đầu năm đến nay, ông Khánh đã tiếp rất nhiều đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến làm việc với Hội Da giày thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm các doanh nghiệp nội địa sản xuất nguồn hàng phục vụ cho việc xuất khẩu. Tuy nhiên, ông đã nhiều lần luyến tiếc khi phải từ chối các đơn hàng lớn vì các doanh nghiệp trong hội không đủ khả năng sản xuất. Cái năng suất của người Việt Nam mình đã so thì nó đã thấp nhất trong khu vực rồi. Bây giờ giảm giờ làm coi như là giảm năng suất. Giảm năng suất thì ảnh hưởng đến lợi nhuận và doanh thu của các doanh nghiệp. Tại vì cái tưởng tượng đi, cách đây 5 năm chúng ta bán một sản phẩm nó 2 đô la. Thì lúc đó 5 năm cái 2 đô la thì cái lương của công nhân của chúng ta thời đó giỏi lắm là khoảng 3 triệu mấy. Nhưng mà tới giờ phút này 5 năm sau cái lương công nhân tối thiểu chúng ta phải 6 triệu. Nhưng mà sản phẩm chúng ta vẫn bán 2 đô la. Nhưng mà trong lúc đó tỷ giá không thay đổi.
Cho nên chính bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng vậy, có nhiều cái hợp đồng tụi đi chấp nhận không làm luôn, tại làm không có lãi. Nhiều doanh nghiệp cho rằng hiện một số mặt hàng của Việt Nam đang bị cạnh tranh mạnh nhất với Thái Lan. Với công nghệ tốt hơn, năng suất lao động Thái gấp 3 lần Việt Nam. Trong khi đó, quốc gia này vẫn đang duy trì thời gian làm việc 48 tiếng một tuần cho người lao động. Nếu giảm giờ làm, áp lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt sẽ ngày càng cao hơn. Ở Việt Nam chúng ta hiện nay chưa được chuẩn bị sẵn sàng cái việc đó. Chính vì vậy nếu chúng ta giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ như hiện nay thì ảnh hưởng rất nhiều đến cái chi phí trong sản xuất. Lý tưởng nhất đó là làm sao chúng ta có thể có được một cái khung giờ làm phù hợp với năng lực, phù hợp với sức lực và phù hợp với cái mong muốn của người đi làm. Nhưng trong khung giờ đó, người đi làm có thể có cái sự gắn kết cao nhất, có cái mong muốn cố gắng cao nhất thì họ sẽ tạo ra cái giá trị nhiều nhất cho doanh nghiệp. Trước đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản đã tính toán nếu giảm giờ làm việc từ mức 48 giờ một tuần hiện nay xuống còn 44 giờ một tuần, các doanh nghiệp sẽ phải tăng thêm chi phí cho 4 giờ một tuần từ thời gian làm việc bình thường sang trả lương theo giờ làm thêm. Trả lương theo giờ làm thêm sẽ ở mức 150%, 200%, 300% đơn giá tùy theo ngày làm thêm. Đối với một doanh nghiệp quy mô 2.000 lao động sẽ phải trả thêm khoảng 5 tỷ đồng một năm.